Thưa quý vị, còn tại Trung Quốc, gió kèm theo mưa đã bắt đầu đổ bộ vào nhiều khu vực của nước này. Cơ quan khí tượng của Trung Quốc dự báo cơn bão Talim sẽ di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ là khoảng 15 km/h và cường độ sẽ tăng dần trước khi đổ bộ vào các khu vực ven biển giữa tỉnh Quảng Đông và tỉnh Hải Nam vào đêm nay. Các trường học và trung tâm chứng khoán thương mại tại đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đã đóng cửa, 16 chuyến bay đã bị hủy. Mưa và gió lớn đã khiến cho nhiều cây cối bật rễ. Trong khi đó, do ảnh hưởng của bão Talim, dịch vụ vận tải đường sắt, hàng không và đường biển tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã tạm thời ngừng hoạt động từ chiều qua. Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu tạm thời đóng cửa. Cơ quan vận hành cảng biển và giao thông thành phố Hải Khẩu cho biết ba cảng biển của thành phố đóng cửa từ 6 giờ sáng ngày 16 tháng 7 cho đến ngày mai 18 tháng 7. Từ chiều nay, thành phố Hải Khẩu cũng đã đóng cửa các trường học. Những người không tham gia hoạt động cứu hộ, cứu nạn và các công việc thiết yếu khác được khuyến cáo không ra ngoài.